Xin chào tất cả mọi người, bên Nguyễn, Phước Sửu. Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình talk show về nghề môi giới bất động sản. Và đây là số thứ 2. Và quay lại với số này thì ngày hôm nay thì bên Nguyễn rất là vui khi mà được trò chuyện cùng với anh Phước Sửu. Và ngày hôm nay sẽ được bật mí với mọi người là anh Phước Sửu sẽ chia sẻ với mọi người một trong những cái cách rất là hay để mà chúng ta có thể trụ vững và phát triển trong giai đoạn thị trường bất động sản sắp tới. Và như mọi người cũng biết là đối với giai đoạn thị trường đang khá là khó khăn như giai đoạn hiện tại thì mọi người thường hay nói là truyền thông là giai đoạn này thì những người có thu nhập thấp, những người có thu nhập trung lưu sẽ có thể sở hữu được căn nhà đầu tiên cho mình. Nhưng mà bên Nguyễn nghĩ á, khi mà nước lên á thì thuyền lên, mà nước rút xuống á thì thuyền nó cũng giai đoạn nó cũng rút xuống, cho nên là rất là khó trong cái việc mà chúng ta thuyết phục những cái người mà có cái thu nhập chưa cao cũng như là thu nhập bình dân để mà mua sở hữu được một cái sản phẩm bất động sản đầu tiên. Như thế thì rõ ràng là sau những cái biến động thì nhóm khách hàng có tài chính lớn, nhóm khách hàng siêu giàu thì vẫn là nhóm khách hàng ít chịu bị ảnh hưởng nhất. Và đây là nhóm gọi là nhà đầu tư cá mập có thể sẵn sàng bỏ ra một số lượng tiền mặt để mà có thể thâu tóm những bất động sản vị trí tốt và giá rẻ để họ có thể chuẩn bị cho một cái chu kỳ tiếp theo. Và cái vấn đề đặt ra đây đối với những bạn môi giới bất động sản là gì? Đó là làm thế nào để mà chúng ta có thể tiếp cận, chúng ta có thể chia sẻ thông tin và chúng ta có thể thuyết phục nhóm khách hàng này mua bất động sản từ chúng ta. Và đó là lý do ngày hôm nay là chúng ta đang có mặt tại đây cùng với anh Phước Sửu. Và xin mời anh Phước Sửu sẽ có những cái chia sẻ với góc nhìn là một cái người anh đã gắn bó với thị trường khu vực Nam Sài Gòn rất là lâu và đã từng tương tác với rất là nhiều anh chị khách hàng ở phân khúc sản phẩm nhà thấp tầng tại khu vực Nam Sài Gòn và đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, và đã từng ủng hộ anh Sửu rất là nhiều những sản phẩm giá trị lớn. Và xin mời anh Sửu sẽ cùng chia sẻ với mọi người. Cảm ơn Bê Nguyễn nha, một cái câu hỏi khá hay mà cũng gọi là khá hóc búa, bởi vì những cái gì gọi là kinh nghiệm thì được chắc góp theo thời gian rất là lâu, và như đối với Phước Sửu thì gọi là một cảm tính thì chưa chắc là chia sẻ ra là sẽ là hợp lý với từng người phong quan nghĩ. Nhưng mà nói chung là mình có bao nhiêu thì mình có chia sẻ bấy nhiêu để xem mình còn thiếu ở chỗ nào mà mình có thể là học hỏi được những người khác nhiều cái tốt hơn, phải không? Đúng rồi. Thì một cái mà Phước Sửu luôn luôn thấy cái tôn chữ làm việc của Phước Sửu là luôn luôn là cho đi á bên Nguyễn. Mình không nhất thiết đối với những khách hàng mà khi mà làm việc với mình là phải giao dịch với mình được. Phước Sửu luôn nghĩ vậy. Khi mà có một khách hàng nào đó đã mua một cái dự án nào rồi nhưng mà khách hàng cực kỳ thân với mình, tất cả những cái thông tin mà chia sẻ với mình đầy đủ, mình đã chia sẻ đầy đủ hết rồi, họ không mua, thì Phước Sửu khi mà gặp gỡ hoặc có những cái thông tin là họ đã mua sở hữu những căn đó thì điều đầu tiên Phước Sửu làm chính là chúc mừng họ, làm cho khách hàng luôn luôn gọi là cảm giác được tôn trọng bên Nguyễn. Không phải là dùng những cái câu tại sao không mua cho em rồi như trách thế nào tất cả mọi người. Không, đừng làm đừng như vậy. Tiêu cực. Không tiêu cực. Đó là cái tôn chỉ hoạt động đầu tiên. Tất cả trên đời này khi giao dịch với một khách hàng hoặc bất kỳ làm việc với một khách hàng nào, theo Phước Sửu nghĩ đó là cái duyên đó bên Nguyễn. Nhiều các khách hàng Phước Sửu làm việc đến vài năm nhưng mà chưa ra một hợp đồng. Nhưng mà những khách hàng chỉ cần giao dịch trong vòng một vài ngày là chốt những cái căn biệt thự vài chục tỷ luôn. Chuyện lớn nha. Đó. Nên đây tất cả là một cái duyên. Nên khi mà mình làm thêm một cái sự thoải mái và gần như là làm bằng hết tất cả cái tâm của mình. Nhiều khách hàng không mua được cho mình và mình cung cấp những cái căn sản phẩm chưa hài lòng với khách hàng, nhưng mà khách hàng vẫn tìm đến mình, vẫn hỏi thông tin của mình. Chứng tỏ là khách hàng đang gọi là còn mến mộ mình, cũng còn là có một chút tình cảm và muốn là có những giao dịch với mình luôn. Đó, thì cái điều đầu tiên của Phước Sửu chính là luôn luôn chia sẻ những cái giá trị, những cái thông tin. Chia sẻ giá trị đến khách hàng. Đúng rồi, luôn luôn cung cấp thông tin và sẵn sàng chào bán những sản phẩm khách hàng đang cần bán thời điểm hiện tại. Đó là cái cách mà Phước Sửu gọi là làm bạn với khách hàng. Bước đầu tiên là tiếp cận. Luôn luôn ngồi lại với khách hàng, phân tích ra cho khách hàng thấy thời điểm này những cái sản phẩm của khách hàng cần bán hay không, cần để hay không, nên vay ngân hàng hay là bán ra để là cắt lời hay là cắt lỗ gì đó. Thì tùy theo cái sản phẩm. Đó là cái cách chia sẻ. Còn có những cái cách mà ví dụ như mình tìm kiếm những cái khách hàng mà gọi là VIP đó ở đâu rồi. Thì mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau, nhưng mà đối với Phước Sửu thì trước hết thì Phước Sửu cũng có một cái kênh
chia sẻ khách hàng, chia sẻ những thông tin dự án rồi bay Laycam để cập nhật những tiến độ của dự án. Thì tới những khách hàng luôn luôn họ bây giờ là họ thay vì họ đọc thông tin thì họ sẽ có thể mở video lên thì họ có thể cập nhật những cái thông tin đầy đủ, mặc dù mình làm chưa hay nhưng mà những cái video của bên mình á nó giống như nó thật á. Em nghĩ là cái cảm xúc người ta sẽ được vừa nghe, khách hàng vừa được vừa nghe nè, vừa được vừa nhìn thấy nè, vừa được phân tích chia sẻ, thì em nghĩ nó sẽ hay hơn cái việc mà chúng ta viết một cái bài viết rất là dài như thế này để mình chia sẻ, thì thông qua cái kênh hình ảnh video clip thì rất là hay. Thấy rất là hay Các bạn cứ tự tin làm đi. Lúc đầu làm chưa hay, đúng là ngại còn e ngại thì dần dần nó sẽ là tốt hơn. Những cái ý kiến phản hồi của tất cả các anh chị môi giới và của khách hàng đem đến cho mình đó là một cái bài học để mình rút ra, mình có thể học tốt hơn. Bây giờ mình không làm thì sẽ mãi không bao giờ làm được. Phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Bởi vì hiện tại thì YouTube và những cái kênh khác đang rất là thịnh hành luôn. Có rất là nhiều cái kênh như TikTok nè, Reel ở Facebook nè, Facebook Watch nè, rồi hiện tại là có YouTube Short nè. Rất là nhiều cái kênh để quý anh chị có thể chia sẻ những cái thông tin, những cái giá trị, những cái điều mà quý anh chị có thể là chia sẻ đến quý khách hàng mà một cách ngắn gọn nhất và có thể chắc động lại những cái thông tin hợp lý nhất. Ok, cảm ơn anh Sửu với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Và chắc là em cũng có một số câu hỏi bên lề. Ví dụ như em là cũng là đã từng tương tác với nhiều anh chị khách hàng tại khu vực Phú Mỹ Hưng với tổng tài chính rất là lớn rồi, thì phát sinh một cái nhu cầu vấn đề như thế này nè anh Sửu, là thứ nhất là do là các anh chị đó là thường đa số là những chủ của những cái doanh nghiệp rất là lớn, hoặc là những cái anh chị khách hàng đã gọi là dân nhà đầu tư kỳ cựu, đã từng có những cái rất là nhiều sản phẩm bất động sản đầu tư rồi. Cho nên thì vấn đề phát sinh là đa số một số bạn có chia sẻ với em là những anh chị đó thường rất là gọi là dùng cái từ khó tính, khó tiếp xúc. Thứ hai nữa là các anh chị rất là bận và không có thời gian để nghe mình phân tích một cái rất là chi li từ A đến Z như là những cái công ty đào tạo. Như thế thì anh Sửu có cái cách nào để mà chúng ta có thể là chia sẻ với bạn trong cái việc mà chúng ta tiếp cận khách hàng, nhóm khách hàng này một cách rất là vừa tự nhiên, là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nó phải vừa đầy đủ thông tin nè. Cái thứ ba nó vừa gọi là rút ngắn được thời gian, bởi vì anh chị rất là bận. Như thế thì mình phải tương tác như thế nào để mà vừa truyền đạt đủ thông tin mà vừa lại là gọi là làm cảm giác lên cho khách hàng cảm thấy là mình không có làm mất thời gian của họ. Anh Sửu cảm ơn B Nguyễn nha. Những cái dòng khách hàng như vậy thì Phước Sửu cũng đang trải qua khá nhiều rồi. Và khi mà tiếp cận những khách hàng như vậy, họ chỉ cần đọc thông tin của mình, lắng nghe hoặc xem thông tin của mình, đó là cái điều quý giá rồi. Bởi vì khi họ là những cái người gọi là có học thức, có tài chính và họ nghe một nhưng mà họ đã hiểu 10 rồi, bên Nguyễn ạ. Nên là những cái gì mình khi làm cho họ thì sẽ là chắc lọc và chuẩn chỉnh nhất có thể. Ví dụ như những cái sản phẩm biệt thự mà giá rẻ hợp lý phù hợp với nhu cầu của khách hàng thì mình có thể là thiết kế những cái poster, những cái banner hoặc là những cái hình ảnh khá đẹp. Trong đó là những cái căn đó vị trí nào, giá trị pháp lý như thế nào và mức giá có phù hợp với thị trường hay không và những cái tiện ích xung quanh như thế nào. Mình chắc lọc trở thành một cái hình ảnh khá đẹp, chỉnh chu, gói gọn. Những cái thông tin đó thì mình có thể inbox cho khách hàng bằng mail nè, Messenger nè, và đồng thời là Zalo. Thì tất nhiên những khách hàng đó họ không có dùng thời gian nhiều để họ có thể là trò chuyện với mình qua Messenger hay là qua điện thoại đâu. Nhưng mà những cái thông tin khi mà mình gửi cho quý anh chị ở đó thì quý anh chị ở đó sẽ đọc, nhìn và có thể là chắt lọc bằng những cái video mà quý anh chị khách hàng đang muốn nhìn thấy. Ví dụ như quý anh chị này đang mua một cái căn giai ga nhà bè thì cái điều đầu tiên mà quý anh chị muốn đó là tất cả những cái tiện ích và những cái cơ sở hạ tầng và gọi là những cái tiến độ của dự án thì bọn mình là luôn luôn cập nhật để gửi đến quý anh chị. Thì thường một ngày, một tháng hoặc là nửa năm chẳng hạn có những cái video, những cái hình ảnh cập nhật tiến độ mới nhất thì mình sẽ gửi cho khách hàng. Thì khách hàng âm thầm theo dõi và nhìn những cái thông tin của mình. Đôi lúc chỉ cần một cái thả tim là khách hàng đó cũng đã gọi là biết là cái công sức của mình là đang gọi là cung cấp thông tin cho họ rồi. Rồi gửi những cái thông tin mail, những cái gì về thông tin mới nhất về chủ đầu tư.
về pháp lý, về cái thời gian tiến độ bàn giao nhà, rồi những cái tình hình gọi là xảy ra, ưu và nhược điểm, và những cái tình hình của có những cái gọi là xung đột rắc rối nữa, thì mình cũng có thể cập nhật cho quý anh chị khách hàng để quý anh chị khách hàng nắm vững, nắm được thông tin. Và thật sự nghe mọi người có nghe anh Sử chia sẻ rất là tâm huyết, anh chị rất là chi tiết, rất là tâm huyết với lại cái việc mà chúng ta tiếp cận chia sẻ với khách hàng VIP. Bởi vì mọi người thấy là cái đặc điểm chung của nhóm khách hàng đó là không có thời gian, và không có thời gian, cho nên cái việc mà chúng ta phải trân trọng cái khoảnh khắc chúng ta được tiếp xúc với khách hàng thông qua kênh online hoặc là kênh offline gì đó, chúng ta phải trân trọng khoảnh khắc đó, và chúng ta cố gắng tóm lược thông tin của mình như thế nào để truyền đạt một cách là nhanh, gọn, chính xác. Đó là những thông tin anh Sử chia sẻ. Rồi như thế, một câu hỏi tiếp theo thì cũng câu hỏi này khó nha anh Sử. Khó rồi đấy. Em, một số bạn có chia sẻ với em là đối với những khách hàng tài chính lớn thì một số bạn có giao dịch, thì các bạn có chia sẻ với em là không phải là tất cả khách hàng, nhưng mà sẽ có một số bạn sẽ bị cái trường hợp là bị gọi là dân trong nghề bất động sản chúng ta hay gọi là từ cắt máu ăn thề với khách hàng đó, và đặc biệt là khách hàng bên mua hoặc là bên bán luôn, tùy theo. Đối với những sản phẩm giá trị lớn thì chúng ta sẽ, một số bạn chia sẻ có cái trường hợp đó. Như thế thì không biết là anh Sử có thể chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề này được chi tiết không anh? Đúng rồi, mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp với bên Nguyễn mà không biết là sẽ làm như thế nào cho hợp lý. Bởi vì mình chỉ cần chậm hơn một tí xíu là đã có bên khác, họ đã giao dịch với bên khác đúng rồi. Bởi vì khi mà những khách hàng như vậy đó thì họ đã chuẩn bị tâm lý, cái mạng lưới rất là nhiều rồi đúng không? Đúng rồi, và họ đã chuẩn bị tâm lý là nếu mà không hợp được, không phù hợp được á, thì họ sẽ là giao dịch với bên khác. Thì theo như Phước Sửu, nếu mà khách hàng muốn gọi là đàm thoại rồi nói chuyện với mình được, thì mình có thể là tăng bốc khách hàng lên một tí xíu để mình chia sẻ những cái nỗi lòng của mình. Và mình thứ nhất mình chia sẻ với khách hàng là quý anh chị ơi, để có một cái giao dịch và biết với lại quý anh chị rồi thì em cũng đã tốn khá nhiều về cái chi phí marketing, chi phí văn phòng, và ngay cả những cái phí môi giới của bên mình. Khi mà giao dịch được thì bên em chỉ còn lại khoảng 20-30%, còn lại là chi phí những bộ phận khác mà đưa về công ty nữa. Nên nó cũng khó khăn khi mà chiết khấu cho anh chị quá nhiều như vậy, thì bên em thực sự thiệt thòi. Và đây là một cái tâm huyết, một cái deal, và bên em là giao dịch em giống như là đã mơ ước rất là nhiều rồi. Em là không phải là có tầm tài chính và có sức ảnh hưởng như quý anh chị, nên là đối với anh chị là những cái vị gọi là đại gia, những cái gọi là người là so với em là vượt tầm cỡ và giàu có rồi, thì quý anh chị hãy nghĩ đến những cái dòng tiền của anh chị có và những cái khả năng sinh lời của bất động sản này mà quý anh chị có thể là giúp bên em là có thể là không có thể là chia sẻ hoặc là cắt những cái đồng phí môi giới của bên em được không? Ví dụ như là quyết tâm, khách hàng quyết tâm là cắt luôn thì phải cắt, thì anh Sử sẽ giải quyết như thế nào anh Sử? Rồi, nếu mà những khách hàng mà chắc ăn rồi, bây giờ nếu mà chắc ăn là không cắt á, thì tôi sẽ nhảy qua bên khác luôn. Dạ rồi. Đó, thì bây giờ bắt đầu mình làm một cái bài toán là mình phân tích tờ khách hàng. Anh chị ơi, em dẫn chứng cho chú quý anh chị nè. Ví dụ như một vài ngân hàng cũng đứng ra bán bất động sản, hoặc là những bạn khác bán ra bất động sản, các bạn đó bán hết cho quý anh chị và chia sẻ gần như hết phí môi giới rồi, thì khi mà những cái anh chị đó gọi là gần như là không có tâm trong nghề rồi, họ sẵn sàng là bất chấp để có giao dịch. Những trường hợp như vậy đó quý anh chị khi mà bán xong cái sản phẩm cho quý anh chị rồi đó, thì chắc ăn là những cái chế độ hậu mãi lại sao, và họ không còn gọi là chăm sóc hậu mãi và xử lý những tình huống mà cho quý anh chị gặp rắc rối như khi mà quý anh chị có thể cần. Còn em là luôn luôn có mặt, luôn luôn ra hàng cho quý anh chị khi cần, và đặc biệt tất cả những cái chính sách, những cái gì của chủ đầu tư áp dụng cho căn mình thì bên em sẽ là đưa ra đầy đủ và nhắc cho quý anh chị là thanh toán đúng hạn và tất cả mọi thứ. Chắc là sẽ có những cái khách hàng sẽ nói là không cần đâu, nhưng mình phải luôn luôn ở một cái cách gọi là luôn luôn thuyết phục, không bao giờ đầu hàng. Còn nếu trường hợp gọi là bây giờ không được thì nhảy qua sàn khác, thì mình sẽ đàm phán thêm nữa. Tất nhiên rồi, sẽ có cái trường hợp và là phải cố gắng hết cỡ. Anh chị ơi, bên em thì cũng có thể giao dịch với bên nhiều người, và những cái công sức bên em và chia lại với văn phòng công ty tất cả mọi thứ, thì thay vì ví dụ như anh chị cắt gọi là phí của bên em quá nhiều như vậy, thì anh chị có thể là bên em có thể giảm cho anh chị một chút lọc được không?
à, để gọi là vui vẻ, coi như là anh chị mua được cái sản phẩm bất động sản cao cấp thì bên em cũng có một cái gì là xứng đáng. Bởi vì là thường thường là công sức của mỗi người thì mỗi người hưởng anh chị ạ. Dạ, nếu rồi. Mà ví dụ trường hợp mà anh chị mà hát qua của bên em thì tất nhiên khi một cái cuộc giao dịch như vậy á, nó không được vui. Và nó thực sự á, bất động sản mà khi một bất động sản mà anh chị mua như vậy đó, là một bất động sản gọi là đầu tư hoặc để ở thì cần sự may mắn. Mua bán giao dịch thì cần phải có sự hài hòa kết nối từ tất cả các bên, vui vẻ. Quý anh chị mà gặp mà những trường hợp như vậy là thôi quý anh chị quyết nhanh đi ạ. Và đồng thời giao dịch nhanh, bên em cũng là người vui vẻ đáp ứng tất cả những nhu cầu của anh chị, thì anh chị chọn những cái sản phẩm của bên em chắc là anh chị may mắn rồi. Thay vì anh chị là giao dịch với những bên khác và họ mặc xị mặc nhẹ và tất cả, và họ có thể không vui vẻ gì để cắt tiếp hết tục đồng cái hành những cái hậu mãi sau này, đúng không anh? Chính xác, thì cái bất động sản đó nó cũng không phải là có duyên để giao dịch nhanh hơn và gọn hơn cho quý anh chị về sau nữa. Bằng mọi cách, bằng mọi giá mình giữ được cái level của mình và giữ được cái tôn chỉ hoạt động của mình, như vậy thì chắc ăn thì khách hàng sẽ hiểu được. Và nên nhớ khi quý anh chị đàm phán với một khách hàng nào với những cái câu chuyện như thế này thì càng kéo dài thì càng tốt. Chứ đừng có quyết định nhanh quá. Mình quyết định nhanh quá thì giống như là khách hàng cũng đang thấy là bên mình rất là cần muốn, dù là cái mức phí khá thấp, thì mình càng gọi là như vậy đó thì sẽ bị fail đi. Và được đồng thời á là khi mà fail đi thì chắc ăn là thua khách hàng rồi, phải không? Và một cái điều nữa là như mọi người nhìn thấy á, khi mà gặp những trường hợp như vậy đó thì mình có thể là dùng biện pháp là né tránh. Né tránh đi bên Nguyễn ạ. Bên Nguyễn có thể nói về cái căn cho anh chị mua đẹp nhất rồi, và anh chị ơi sản phẩm này tốt quá, anh chị mua nhanh đi ạ. Sàn em là sàn uy tín, ngoài sản phẩm này bên em còn sản phẩm khác cung cấp cho quý anh chị. Khi mà quý anh chị và người thân mua ở sản phẩm này chắc ăn là có nhiều ưu điểm khuyến mãi, tất cả mọi thứ mình né tránh ra bớt. Mình có thể là né tránh ra, nói về những cái việc khác, và đồng thời có thể tăng bóc khách hàng luôn. Trời ơi, khen anh chị này đẹp quá, anh chị này xinh quá, chị đẹp như vậy, dễ thương như vậy thì chắc ăn là sẽ cũng hỗ trợ cho em hỗ trợ cho em rồi làm việc rất là may mắn tất cả mọi thứ. Mình có thể đánh trống lảng ra và mình có thể nói nhiều tập trung về vấn đề khác để cho khách hàng quên đi. Và lâu lâu chắc ăn khách hàng phải hỏi lại cái việc anh nói em đã là giải quyết xong chưa. Dạ anh chị ơi, em giải quyết ngay và liền. Khách hàng bây giờ đây nè, em chọn căn cho anh chị này nè, anh chị chốt ngay cho em nhé. Rồi cái vấn đề hậu quả tất cả mọi thứ rồi, rồi đi vào về vấn đề gọi là chốt căn thôi. Đó, mọi người thấy không, thật sự là đến với chủ đề này thì thật sự anh Sử sẽ chia sẻ rất là thông qua những câu hỏi vừa rồi, anh Sử chia sẻ rất là nhiệt tình đối với chúng ta, thông qua cái mong muốn cuối cùng là để mà chúng ta đối với một người nhân viên kinh doanh, chúng ta có thể có được cái tiền hoa hồng xứng đáng với công sức mình bỏ ra, mà chúng ta có được cái thu nhập để mà có thể để tích trữ, tích lũy cũng như là sống được với nghề. Và đặc biệt là giai đoạn này thì chúng ta phải cố gắng giữ cái mức hoa hồng của mình được đúng như công sức của mình. Thì những cái chia sẻ vừa rồi thật sự là cảm ơn anh Sửu rất là nhiều. Và thật sự thì bên Nguyễn cũng như là anh Sửu đã từng đồng hành với khu vực Nam Sài Gòn, cho nên là ngoài cái việc bán hàng cho khách hàng còn là bán thêm cái chương trình cam kết và hậu mãi về cái vấn đề về cho dịch vụ chăm sóc khách hàng, về cái vấn đề về chi phí marketing để hỗ trợ khách hàng ra sản phẩm, về vấn đề về mạng lưới môi giới, về vấn đề về liên kết với các ngân hàng, về vấn đề về pháp lý, về thủ tục chủ đầu tư và nhiều vấn đề phát sinh liên quan. Cho nên mình nghĩ là mình không chỉ bán cho khách hàng một cái sản phẩm này đâu, mà bán cho khách hàng cái niềm tin về một cái thị trường mình đang đồng hành, về những cái chính sách mình hỗ trợ, những cái chương trình mình cam kết đồng hành với khách hàng, thì bên nghĩ 1% hay là 0.5% á, thì cái số tiền đó đối với nhà đầu tư thì nó không có nhiều. Quan trọng là chúng ta phải chia sẻ cho nhà đầu tư thấy được cái tiền mà thay vì gửi cho anh chị đó, thì so với dịch vụ bên em hỗ trợ anh chị thì nó đáng để mà anh chị không có cắt phí. Thì mình bên Nguyễn trước giờ thì cũng có bán hàng những sản phẩm rất là giá trị cũng khá là cao, những sản phẩm cũng triệu đô, nhưng mà thường là giao dịch xong là anh chị khách hàng rất là thương, cả bên mua bên bán cũng có cho thêm tiền nữa chứ không có cắt. Cái này thì chia sẻ rất là thật với mình luôn. Thì hy vọng là đối với giai đoạn khó khăn này thì thông qua những chia sẻ vừa rồi thì mọi người có thể gọi là những cái chia sẻ của anh Sửu thật sự là những cái chia sẻ rất là từ cái cảm xúc bên trong, chia sẻ rất là thật tình luôn. Hy vọng là mọi người sẽ có thể lắng nghe cũng như chúng ta có những cái bài học riêng cho mình khi mà áp dụng để mà chúng ta có thể tích lũy, chúng ta có thể tìm kiếm được một cái tiệp khách hàng VIP để mà hỗ trợ cho công việc bất động sản của chúng ta sau này. Thì một lần nữa cảm ơn anh Sửu rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo. Bên Nguyễn và anh Phước Sửu, xin chào.